Xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình vui vẻ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có sự tham gia của các thành viên trong gia đình anh Sử và chị Phượng. Xin chào. Và không thể thiếu hai thành viên nhỏ tuổi rất đáng yêu, bé Kim Anh và bé Khang. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều trải nghiệm. Ở đây là khu du lịch, đâm ra là chúng ta sẽ có nhiều trò chơi rồi. Nhưng bên cạnh đó sẽ là những thử thách dành cho các thành viên của gia đình. Đó là cổ tích. Đó, chuyện cổ tích. Để chú hỏi con là con đếm sơ sơ là mình thuộc bao nhiêu câu chuyện cổ tích? Dạ cũng nhiều lắm. Kể một vài chuyện. Dạ nhất là Tâm Cám. Đúng rồi. Thật xanh Lý Thông. Lão Đức Thần. Lý Thần Nàng Thơm. Con nhớ gì đó. Ồ thế à? Bây giờ đến bố mẹ. Bố mẹ xem là mình ký ức đã đọc qua bao nhiêu chuyện cổ tích rồi. Anh chị có nhớ không? Cái tre chăm đốt. Đúng rồi. Thật xanh Lý Thông. Kinh điển quá. Bé sọ dừa. Bé sọ dừa. Tấm cám. Tấm cám. Còn nhiều lắm mà mình chỉ... Đúng không chè? Đúng rồi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái thử thách rất quan trọng liên quan tới những câu chuyện cổ tích, đòi hỏi là hai đội. Thứ nhất là phải nhớ câu chuyện, và thứ hai là phải tưởng tượng ra câu chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào. Bởi vì sao? Đây chính là những chiếc hộp thần kỳ. Ở đây chúng ta sẽ có những câu chuyện như sau: câu chuyện Nàng Thơm, câu chuyện Lọ Nước Thần. Yeah. Và đây, cái này là cây tre chăm đốt. Đó, nhìn cái bên ngay. Và đây, đó là câu chuyện Thạch Xanh và Lý Thông. Tuy nhiên đây là thử thách mang tính đồng đội. Tức là bố hoặc mẹ sẽ kể chuyện và con sẽ phải xếp hình làm sao cho nó đúng nội dung của hoạt cảnh. Vậy nên chúng ta sẽ phải chia lại đội hình. Bây giờ ưu tiên bé gái. Con với cha. Con với ba. Rồi, thế thì con sang ba, còn mẹ sang con trai. Đó. Để xem là đội nào giành chiến thắng. Nhưng mà thấy anh Sử, đúng là tên Sử của Khác ha. Rất là thuộc chuyện cổ tích. Thì không biết là anh có thể giành được chiến thắng trong thử thách này hay không. Thì bây giờ ưu tiên bé trai đi, vừa nãy ưu tiên bé gái rồi. Con sẽ chọn chuyện cổ tích nào? Con cho Thạch Xanh Lý Thông. Thạch Xanh Lý Thông. Đây, đội bên này chọn chuyện nào? Cây tre chăm đốt. Rồi, cây tre chăm đốt cũng là một câu chuyện không có gợi ý bên trong. Phải tự nhớ và làm sao xếp ra đúng hoạt cảnh. Rồi, xong, bây giờ hai đội mở hộp ra. Ta sẽ thấy những cái hộp nhỏ hình vuông. Tổng cộng là có 9 cái hộp đúng không ạ? Và mỗi cái hộp này đều có hình ảnh ở cả 6 mặt. Và chúng ta sẽ có 6 tấm hình liên quan tới câu chuyện được kể. Bây giờ nhá, bố sẽ kể chuyện, con gái xếp theo đúng hoạt cảnh. Đúng không ạ? Khó lắm à. Rồi, đội nào mà kể xong trước, đội đó giành chiến thắng. 3, 2, 1, bấm giờ. Đó, mình vừa xếp vừa kể. Đây là cái khung nào, đoạn nào? Đoạn nào đây, đoạn này là đoạn nào? Cái chân. Đúng không? Đấy, cái chân. Chân đâu? Thế thiếu cái chân, chân bên trái. Đấy. Bên này đã được cái hoạt cảnh nào chưa? À đúng rồi, anh nông dân đau khổ vì bị làm sao nhỉ? Đã đi chặt tre chăm đốt nè, bó lại gắn nè. Ủa cái mặt anh đâu rồi cha? Mình phải tưởng tượng. Có thể là một cái khúc khác chứ không phải khúc này. Đấy. Đúng rồi, hay quá. Mình phải tìm những cái hình mà đây, ví dụ như cái này chẳng hạn. Cái này là hình khác đây, đúng không? Trông nó thấy chủ đề giống nhau không? Đó. Đó, thấy chưa? Cái chỗ này nối liền nhau này. Đó. Ở
ở trên này mình cũng phải cái đầu ông tiên, ông tiên đúng không? Đầu ông tiên là phải có một cái cảnh nào đấy, nó ví dụ cảnh này chẳng hạn. Đấy. Thấy chưa? Ông tiên trên. Ông tiên trên. Đấy đúng không? Đúng rồi. Đây, xong đây. Đó, dần vậy. Đúng chưa? Đó. Đấy. Rồi, đây là cảnh gì đây? Anh tiểu phu đốn tre. Rồi, tại sao ông tiên xuất hiện? Ông tiên xuất hiện là cho chỉ anh cách để làm thành tre, bó thành tre chăm đốt. Rồi, bây giờ mình sẽ đến hoàn cảnh thứ hai. Rồi, tìm hoàn cảnh thứ hai. Bó tre lại nè. Anh này đứng ở đây nè. Ơ không phải, cái này cho là do sao. Ê cái chân ông này nè. Đúng rồi. Cái này là nghỉ chơi ông tiên rồi. Không, còn ông tiên nữa. Ông tiên là ông đã... Ông đi đâu? Đâu rồi, cái bộ, cái đồ... Ông chỉ cách... Cái đồ của bạn này đâu? Mình để cho nó khắc nhập. Ồ, hay quá. Đây là cảnh nào nhỉ? Dạ cảnh lúc mà chú này kêu là khắc nhập. Đúng rồi, khắc chặt khắc nhập. Và là dính người đây là người khắc sức là gớt ra. Thế là cảnh cuối cùng chưa? Mấy cảnh rồi? 5 cảnh chưa? Cái này là gần 5 cảnh rồi đấy. Cái này là cảnh thứ 5 rồi. Rồi, cảnh thứ 6 cảnh gì? Làm luôn à? Dạ làm luôn. Cảnh thứ 6 cảnh nào? Có cái nào? Anh này đám cưới. Rồi, anh này đám cưới đúng không? Hay quá. Đúng rồi, có cái cảnh này. Đó, cái cảnh bé này. Có cái vàng này là thôi nè. Có thể giống đấy. Nó giống thôi nhưng mà đường nó không thôi. Đấy, đúng rồi. Nhưng mà cái chân này không giống lắm nhỉ? Nhìn cái chân khác. Rồi, hoan hô. Đây chú hỏi nha, hoàn cảnh này là phần nào của câu chuyện? Đó, hoàn cảnh này là Hạch Sanh giết đại bàng cứu công chúa. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành được mấy hoàn cảnh rồi? 4 hoàn cảnh. Như vậy là sau 10 phút chúng ta cũng đã có kết quả với thử thách, đó là sử dụng những tấm ảnh để mà ghép ra hoạt cảnh kể lại một câu chuyện cổ tích. Thì bây giờ hãy xem đội của bố Sử và con gái. Chú hỏi con, chuyện này nó sẽ mang lại cho mình những bài học gì? Dạ là không nên tham lam. Đúng rồi. Đã hứa với người khác là phải làm. Đúng rồi. Giữ lời hứa. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi còn con trai, con học được bài học gì từ câu chuyện của Thạch Sanh và Lý Thông? Cô chú là qua câu chuyện này con học được là những kẻ tham lam lừa dối bạn bè sẽ không có kết cục tốt. Hay quá, trả lời nhanh gọn, chắc chắn, nhẹ nhàng. Được. Chú cảm ơn con. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả cuối cùng. Đội của bé Kim Anh hoàn thành được 6 hoạt cảnh. Đội của bé Khang hoàn thành được 4 hoạt cảnh. Và nếu theo tính toán cơ học thì chiến thắng đã thuộc về đội của bố Sử và bé Kim Anh. Yeah. Nhưng mà con đừng lo, bởi vì trong phần sau của chương trình có một thử thách nữa. Mình sẽ có cơ hội để mình lấy lại sự cân bằng và giành chiến thắng, được không? Được. Rồi. Thưa quý vị, đó, những câu chuyện cổ tích rất đơn giản thôi nhưng mang lại cho các bé nhiều bài học quý giá trong cuộc sống hàng ngày. Và việc bố mẹ kể lại cho con cái nghe những câu chuyện cổ tích cũng là cách để nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ. Xin chào! Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với những trải nghiệm và thử thách dành cho hai đội của gia đình anh Sử và chị Phương. Thì bây giờ chú hỏi, phần đầu ấy là mình thua xích xoát đúng không? Với tỷ số là 6-4. Rồi, ý lộn, thua phải là 4-6 đúng không? Bóng đá là thế, thua là phải đội... tỷ số thấp trước, tỷ số cao sau, đúng không? Thì bây giờ thử thách sắp tới, con có biết thử thách gì không? Không biết à? Thế có chắc thắng không? Chắc. Hay quá, không biết mà chắc thắng mới hay chứ. Tuyệt vời, chủ thích sự tự tin của con đúng không? Làm gì mình phải tự tin, đúng không nào? Rồi, quyết thắng. Quyết thắng. Thấy chưa, bên kia không? Hào khí, mang trả không? Rồi, bây giờ chú sẽ mô tả thử thách ở phần này nhá. Đó là chúng ta sẽ sử dụng giấy này, băng dính, màu vẽ, vân vân. Đấy, có cả giấy màu nữa để là tạo ra những hình tượng nhân vật cổ tích mà mình yêu thích.
chú hỏi con ấy, con đã xem qua nhiều cổ tích rồi, đọc qua nhiều chuyện rồi, thì con thích nhất nhân vật nào? Dạ, cô Tấm. Cô Tấm à? Ồ, chú nói cho con biết nhá, làm được bộ đồ cô Tấm là phức tạp lắm đấy. Có chắc là muốn làm bộ đồ cô Tấm không? Làm xong là mình đi diễn thời trang luôn, được không? Có nhớ bộ đồ cô Tấm không? Cô Tấm mặc áo gì? Áo tuyết thần. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà biết cách làm mình vẫn làm rất là đơn giản, đúng không? Bố có biết làm áo tứ thân không? Không. Mẹ không biết làm. À thế à? Ước gì mình được đội mẹ đúng không? Rồi, vậy thì mình chốt nhá. Con sẽ làm nhân vật nào? Dạ, con sẽ làm nhân vật cô Tấm. Rồi, bây giờ Càng, con thích nhân vật cổ tích nào nhất? Nhân vật gì nhỉ? Sao vừa được không? Cái dừa đó mặc đồ đâu? Cái dừa mà. Được, làm nhưng mà sò dừa nhá. Được không? Chắc không? Chắc. Rồi làm sao cho thành cái dừa nhá. Rồi, vậy là chúng ta đã có được chủ đề của hai bộ trang phục. Bên này là cô Tấm, đấy, cô Tấm Kim Anh. Bên này là anh chàng sò dừa Khang. Thì không biết là hai đội sẽ làm gì để tạo ra được những trang phục đúng với nguyên mẫu của truyện cổ tích. Thì bây giờ chắc là 20 phút ha? 20 phút thôi. Dạ 20. 20-20. 20-20. 20-20. Rồi, 20 phút dành cho hai đội, bắt đầu. Bây giờ nha, là mình tưởng tượng xem đấy, bộ đồ nó sẽ trông như thế nào. Cái này là để mình vẽ sau. Đó, mình tạo khung xong mình trang trí. Đấy, dễ nhất là tạo khung. Đấy, tạo mình khung. Mình có vẽ đầu không chú? Hả? Mình có vẽ người cô Tấm không? À không, con vẽ trang phục làm sao con mặc lên trông giống cô Tấm mà người ta nhìn thấy là à, đây là cô Tấm. Đấy. Còn làm sao nhìn ra đây là anh sọ dừa? Thì mình phải tạo cái khung, cái khung tròn tròn giống cái sọ dừa, xong mình trang trí lên cái sọ dừa đấy. Chú gợi ý nhá, để mình sẽ phải làm tròn đúng không? Làm bự luôn hả chú? Hả? Làm bự luôn. Bự luôn, mình mặc vào, mình mặc luôn. Đấy. Bây giờ là mình sẽ làm sao để cho nó hình tròn. Đây, đây. Đấy, đầu tiên là làm thế này. Đây, con đứng ra đây, đúng không? Đấy. Đấy, tròn tròn này đúng chưa? Đấy, tròn tròn giống cái sọ dừa chưa? Đấy, con kẹp lại, con làm đây. Đấy. Sao mà con trang trí làm sao cho giống quả dừa nhá. Con làm sao vậy? Bây giờ con sẽ phải làm cái mấn đúng không? Đúng không? Cái mấn để mà đội trên đầu đúng không? Đấy, mình cắt một cái đoạn ra mình làm mấn, mình trang trí. Sau đấy mình sẽ làm cái áo. Đấy, mình sẽ cắt dọc ra đúng không? Cắt dọc ra mình dán quanh người. Bây giờ mình làm cái mấn cho cha, làm cái mấn. Rồi giờ cắt cái mấn đi. Cắt cái mấn đi rồi con trang trí cho. Hình tròn á cha. Cho cắt một cái hình vuông ra bự thiệt là bự đi. Rồi con làm cho cái hình tròn. Thế là ở đội này con sẽ đóng vai trò thiết kế. Còn ba đóng vai trò là thực thi. Dạ. Mình đo cái đầu ha. Xem thế nào vừa. Ô, mình vẽ hình tròn luôn hả? Rồi. Vẽ hình tròn xong mình có cắt ra không? Cắt ra luôn rồi xong đi rồi cái mình dán xong mình nó cắt ra. Dán mình luôn. Được. Ở bên này là quyết định sẽ là làm trực tiếp lên người mẫu để có vừa số đo. Đây bà giúp con. Sao bự quá vậy cha? À, mình đo đi, đo xem thừa thì mình cắt ra. Bự quá à, nhỏ nhỏ chút quá cha. Nhỏ nhỏ mình cắt nhỏ chút nữa đi. Ô, hay quá. Đôi của bé Khang là có trái dừa. Có trái dừa ở đây là mẫu luôn, hay thật. Rồi đây, trái dừa ở đây, là mẫu đi. Chú hỏi nhá là con có biết ở đây có cây dừa không mà con chọn sọ dừa? Không. À, không à? Không. May mắn đúng không? Dạ. Rồi. Rồi, cho thấy nó bao nhiêu cha, cái đầu con nó tầm bao nhiêu? Nó không có tròn đâu nha, cái này là nó à trái dừa méo mà. Trái dừa hình gọi là thoi thoi ha. Không con vẽ cái cuốn lên tới đây vậy nè. Cái đầu cái con vẽ có cái cọng nhỏ nhỏ như cái dừa đấy, dừa nó sắp vậy đó. Để hai bên. Đấy, anh để sang bên này. Để sang bên này. Đây. Cho nó sang đây. Đấy, xong lật ngược lại. Dừa màu xanh lên. Trái dừa màu xanh. Đúng rồi. Mẹ tô đi. Dán xong. Tô lên con, tô lên con. Cái mình cắt ra mình dán thêm. Con cảm ơn. Hay là cho làm cái áo đi, con làm cái đội trước nha. Ừ vậy đó. Rồi, rồi hết đi, hết đi. Kéo. Ừ. Sao con mặc vừa cái áo này ta? Ừ, cố lên. Ủa cái tay con, ủa cái tay ở đây hả? Sao con gọt ra được? Bên kia đẹp quá. Bên kia là vẽ hẳn trái dừa. Ừ, nguyên trái dừa luôn. Rồi, chính vô. Đẹp quá. Hai đội nhanh lên nhá. Thôi, như được rồi. Bên này xong chưa? Dạ chưa. Cố lên nào, còn 10 giây.
Bên này xong chưa? Bên này xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Bên này. Dạ, để con ghi chữ. Rồi, con ghi chữ đi nào. Thưa quý vị, đây chính là trái dừa. Mà phải ghi chú thích là trái dừa để mọi người hiểu đây là trái dừa, đúng không? Đâm ra là không ai có thể vặn vẹo, đúng không? Đây chính là trái dừa. Rồi, thời gian sắp hết. Đấy. Đội mẹ quyết định sang đây là hỗ trợ đội con gái. Xong rồi, đây. Cũng phải ghi là áo tứ thân cho người ta biết đây là áo tứ thân. Sao mặc thích không? Màu đen nhá. Phải thế chứ. Vậy là trong khoảng thời gian 20 phút thì hai đội cũng đã hoàn thành xong hình ảnh nhân vật cổ tích mà hai bé thích nhất. Ở bên này thì phải nói là nhờ công của mẹ rất là nhiều, quét cho hai cái lỗ tay, không là cứ như thế này. Đúng không? Bây giờ nhá, hai bé sẽ đi catwalk để xem là trang phục mình ấy, làm ra nó có dễ dàng để mặc lên người không nhá. Chú hỏi con nhá, là con đã bao giờ đi học mà làm người mẫu chưa? Chưa. Đấy, nói chung là con rất là có năng khiếu. Con có thể đi học để làm sao đứng đẹp, ngồi đẹp, mặc quần áo đẹp. Đó, đây chính là hình tượng cô Tấm. Đó. Đấy, anh Sọ Dừa ơi, cho hỏi là cái thiết kế này là của ai? Dạ, là của con nghĩ ra. Vậy thì cho chú hỏi cái Sọ Dừa với trái dừa nó khác gì nhau? Khác quá trời luôn. Tức là mình ghi trái dừa ở đây đúng không? Dạ. Đến khi nào mà chuẩn bị vào câu chuyện thì mình sẽ bỏ cái lớp màu xanh ra thành sọ dừa đúng không? Dạ. Ui hay vậy. Thế bây giờ chú hỏi con nhá, nhân vật sọ dừa trong truyện cổ tích ấy có đức tính nào mà mọi người ghi nhận? À, trong nhân vật sọ dừa có đức, trong diện cổ tích có đức tính rất là hiền lành và tốt bụng. Hiền lành tốt bụng. Dạ. Vậy con Tấm Cám thì sao nhỉ? Bây giờ con đang đóng vai cô Tấm đúng không? Bây giờ chú hỏi nha, là con thấy ở cô Tấm ấy có đức tính gì mà mình cần học tập? Dạ. Cô Tấm rất chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Đúng rồi. Thế chú hỏi ở nhà ấy, là con đã cần cù chịu khó giúp mẹ cái gì rồi? Dạ. Giúp gì? Giúp nấu cơm không? Quét dạ, nhà chứ? Dạ, con giúp ba mẹ nấu cơm. Rồi, quá chén. Dạ, là đồ ăn. Con gái quá tuyệt vời. Thưa quý vị, thực ra những câu chuyện cổ tích có rất nhiều những bài học và cả ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Vậy nên đó là lý do vì sao mà chúng ta cũng nên kể nhiều hơn nữa những câu chuyện cổ tích cho các bạn nhỏ. Và hôm nay chúng ta đã có hai nhân vật rất đáng yêu, cô Tấm và Sọ Dừa. Cảm ơn các thành viên của hai đội. Ở đây ấy, Mạnh Tùng không biết là phân định thắng thua thế nào khi mà bên này Sọ Dừa mà làm hẳn trái dừa, nhưng mà bên này lại phải có sự giúp đỡ của của mẹ đúng không? Nếu không là cũng khó làm xong được cái sản phẩm này. Vậy nên quyết định đó là hai đội hòa nhau, được không nào? Và phần quà của chương trình sẽ dành tặng cho các thành viên để chúng ta có thêm cơ hội có được những chuyến đi chơi, du lịch vui vẻ và bổ ích như ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình rất nhiều và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào!